Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con với lại chị An và anh Nhật rất là vui mừng và hạnh phúc cho gia đình của bé Tươi với sự hỗ trợ đến từ Mạnh Thường Quân, đó là anh chị Du Trinh. Ngày hôm nay thì sau khoảng tầm 4 ngày, căn bếp của nhà bé Tươi cũng đã được hoàn thành rồi đó cô chú ơi. Bây giờ thì con mời cô chú, anh chị và các bạn cùng đi tham quan một vòng căn bếp nhỏ nhà của gia đình bé Tươi nha. Dạ, bây giờ thì trước tiên là mình sẽ đi vào cái phần ở phía dưới trước để mà mình xem cái độ chắc chắn của nó nha cô chú. Mình đi đường bánh hồng. Vậy là bữa nay là thấy là nhà bé Tươi dài lắm á chị nè. Dài ở phía sau đi luôn. Dạ, rộng rồi. Đất luôn thì hai mấy mét. Hai mấy mét. Nhà thì cũng 23, 24 mét rồi. Rồi vậy là cũng rộng rãi thoải mái cho mấy cha con ở rồi đó cô chú ơi. Thì ở đây là anh Nhật cũng đã đóng thêm nè những cái phần nóng đá để mà cho chắc chắn cái độ cái về cái nhà của bé Tươi. Thì cái nóng phía bên đây là nóng cũ nè, còn nóng bự, nóng cao này là nóng mới nè cô chú. Đây một hàng nóng, một hàng vô là 3 cây ha anh. 3 thôi, có 2. 2 cây hay 3 cây? 2, tại nó dày. Vậy ha, hai cây bên đây, hai cây nữa mình đi vô đây mình cũng thấy được hai cây. Nóng đá này là mấy mét vậy anh Nhật? 2 mét rưỡi. Còn xuống dưới đâu gần một mét chứ. Dạ, mà ở dưới là mình đổ thêm cái lớp xi măng để làm cái gì anh? Cho nó chịu cứng lại. À, chịu cứng lại ha. Còn về cái này là mầm đúng không? Cây xiên mầm ở phía đó. Mầm dạ, là mới hoàn toàn đó cô chú. Bao nhiêu cây xiên vậy anh Nhật? 7 dây xiên ngang này cô chú. Còn mầm là bao nhiêu cây mầm? 8 dây. 8 dây mầm từ đây dài vô xong đó luôn. Đó, về cái độ chắc chắn. Dạ, hình như cái về cô chú anh chị các bạn có thể nhìn cái phần sàn nước ở phía bên trong. Dạ, là anh Nhật cũng xây lên luôn đúng không anh? Xây lên đổ tấm đan luôn. Dạ, mình đi phía đây là mình sẽ thấy rõ hơn nè cô chú. Tại vì ở đây thì nó hơi tối nên mình hơi khó thấy nha. Đó, ở đây đó thì anh Nhật cũng đã xây cái phần sàn nước cho gia đình của bé Tươi. Mình xây rồi mình đổ mâm ở trên đúng không anh? Đổ cái đan luôn, cả tắc. Đổ cái miếng đan lên đó, cả tắc luôn rồi sau đó mình lót gạch tới phía trên. Dạ, đi lên trên thì mình nhìn thấy rõ hơn. Cẩn thận thiết nha anh này. Này vậy là cứng lắm rồi. Dạ, cứng cáp. Mình làm 8 dây. À, dây xiên. Như vậy đi nó cứng cáp cho nhà ở đó. Ở lâu thì cũng không có sợ nữa. Dạ còn đây là phần ở phía trong nhà của bé Tươi nha cô chú. Mình đi vô trong nhà thôi. Tủ thì chưa có mang vô được nữa cô chú ơi, do là cái phần cái vách nó nhỏ quá. Giờ là nếu mà đem cái tủ vô thì gõ hết này ra luôn hay gì anh Nhật? Tháo vô à, phải tháo ra mới đem vô được cho nên là cũng hơi khó khăn. Chào chú ba, chào bé Tươi nha. Dạ, wow. Đây nãy cô chú anh chị các bạn có thấy sự khác biệt to lớn không? Wow, rất là khác biệt luôn á cô chú ơi. Dạ, thì hôm nay mấy chị em tụi con đến cũng rất là vui mừng cho gia đình của chú ba với lại bé Tươi nha. Khi mà cái căn bếp ra được sửa lại nè, nay mình có thể nhúng luôn cũng không có sợ nữa cô chú. Thì ở đây là cái phần dán này là đã được lót lại hoàn toàn luôn, rồi được bào chà nhám hết rồi, cho nên là nó cũng rất là láng mịn luôn nè cô chú. Đây, dài vô phía trong đây luôn. Còn ở đây đó thì có cái sàn nước như nãy mình nhìn thấy ở phía dưới cô chú. Ở đây thì anh Nhật cũng đã lót gạch hết rồi. Sắp tới là bé Tươi với lại ba của bé Tươi sẽ sinh hoạt cái sàn nước ở đây nè. Rồi rửa chén, giặt đồ rồi thì cũng thuận tiện hơn nữa. Dạ. Còn về cái phần vách đó thì mình cũng tiết kiệm chi phí đó, mình sử dụng cái vách nhà của chú Năm phía bên đây. Còn cái vách phía bên đây thì anh Nhật cũng tận dụng lại để mà mình sử dụng. Và cái phần ở phía trên đó thì cũng là cái phần cũ luôn, mình chỉ lót dán nè, với lại làm cái phần sàn nước cũng như là làm cái phần ở phía dưới cho nó cứng cáp thôi. Dạ, thì hôm nay vô thì mấy chị em thấy rất là khác luôn, cũng cứng cáp hơn rất là nhiều nữa. Thì chú ba với bé Tươi thấy sao nè? Cũng được là chung
nhờ mấy chú đó. Dạ. Làm cái dạng là được. Dạ. Cảm ơn. Dạ, mình đi qua đây đi hả chú ba? Mình xích qua đây đi cho nó sáng hơn một chút nha. Quá mừng. Quá mừng á. Dạ, thì sắp tới khi nào mà mấy cha con á, chú ba có tiền nè, đi làm nè, để dành dụm nè, hay là nữa mình bán được mấy con dê đó, cái mình có tiền từ từ á, rồi mình dành dụm, rồi lúc đó thì mấy cha con á, có muốn sửa sang thêm cái gì đó đó thì mình sẽ sửa sang lại, cũng như là bé Tươi thì rất là mong muốn có được một cái chiếc phòng, thì lúc đó mình cũng kiếm thêm một ít tiền á, cái mình đóng thêm cái phòng ở phía đây nè, để cho bé Tươi tiện cho cái việc sinh hoạt của mình trong thời gian sắp tới nha. Nhưng mà trước mắt ngày hôm nay đó thì anh chị Du Trinh cũng đã sửa lại cho mình cái phần bếp là rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Thì sắp tới mấy cha con sinh hoạt cũng sẽ được tốt hơn nữa. Thì bé Tươi thấy sao bé Tươi? Dạ em thấy rất là vui, kiểu như là được có cái nhà mới như là không có sợ bị sập á. À, rồi từ đây về sau thì em có thể sinh hoạt thuận tiện hơn nè, thì nấu cơm đồ, rửa chén giặt đồ gì đó em cũng đi được thuận tiện, không có sợ bị té hay bị sập nữa nha. Dạ. Rồi chúc mừng cho gia đình của chú ba nha. Dạ. Hôm nay đó thì con với lại Trang đến đây đó thì cũng xong hết về cái phần bếp rồi, cũng gửi đến cho chú ba luôn. Dạ, ở đây thì anh Nhật tổng cộng là chi phí mà mình sửa cái căn bếp này, anh Nhật chia sẻ lại cho cô chú nha. Thì cái chi phí hết sửa căn bếp này với làm sàn lốp luôn là hết luôn là 14.475.000. Dạ. Thì hôm trước á là anh chị Du Trinh đã ứng cho anh Nhật là 7 triệu đồng rồi. Thì hôm nay em sẽ gửi thêm cái số tiền còn lại là 7.475.000 đồng. Thì em thay mặt cho anh chị Du Trinh em gửi cho anh Nhật nha. Nhật đếm lại giúp em nha Nhật. Chạy ra. Nay bé Tươi mừng rồi ha. Cứng cứng nhất à. Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Rồi một lần nữa thì chúc cho hai cha con của chú ba luôn luôn có nhiều sức khỏe. Sắp tới thì năm mới thì cũng hai cha con luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Dạ. Rồi giờ thì bé Tươi gửi vài lời đến với lại cô chú nha bé Tươi. Dạ con cảm ơn cô chú rất là nhiều vì đã xây cho con được cái căn bếp mới đẹp, cho con có thể thuận tiện cho việc mà kiểu giặt đồ không có sợ bị sập nữa. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều, con chúc cho cô chú nhiều sức khỏe, năm mới thì an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Cảm ơn em. Chú ba gửi về lời đến anh chị Du Trinh nha. Nói chung ra thì nhờ cô chị Du Trinh mà giúp được cái nền nhà cái nhà nước thì cảm ơn anh chị. Dạ. Nói dạ cảm ơn chú ba. Một lần nữa thì cho mấy chị em tụi con và anh Nhật với lại gia đình của chú ba gửi lời chân thành cảm ơn đến anh chị Du Trinh. Kính chúc cho anh chị năm mới vui vẻ sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì cho mấy chị em xin chào và hẹn gặp lại. Dạ.